Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa ban tầng của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, 5 người bị thương nguy hiểm đến tính mạng sau khi xe hơi lao vào đám đông ở Berlin. Phát ngôn viên của cơ quan cứu hỏa đã cho biết, một chiếc xe hơi đã lao vào đám đông ở Berlin vào hôm thứ Tư, khiến cho một người bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Một phát ngôn viên của cảnh sát tại hiện trường ở phía tây Berlin cho biết, là hơn 10 người bị thương. Bên cạnh Kaiser Wilhelm Memorial Church đã bị tàn phá bởi chiến tranh, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô của nước Đức. Cảnh sát cũng cho biết là một người đàn ông được cho là đã lái xe vào một nhóm người. Hiện vẫn chưa rõ đó là một vụ tai nạn hay là một hành động cố ý. Và cho biết thêm rằng những người xung quanh đã bắt anh ta tại hiện trường trước khi giao anh ta cho các nhà chức trách. Phát ngôn viên của cảnh sát cũng cho biết là các nhà điều tra đang xem xét liệu sự việc có phải là một vụ tấn công có chú ý hay có thể là một vụ tai nạn với một nguyên nhân y tế. Cảnh sát đang điều tra tất cả các khả năng. Phát ngôn viên cũng cho biết thêm rằng tài xế đã được điều trị y tế. Các bức ảnh của Reuters cho thấy là những tấm chăn đã được che phủ bởi những gì có vẻ là một thi thể trong một khu vực được quầy kín với cảnh sát. Một chiếc xe hơi Renault nhỏ màu bạc đã nằm trong một cửa hàng sau khi đâm xuyên qua cửa sổ kính. Các nhân viên cứu nạn cũng đã di chuyển những người có vẻ còn tỉnh táo trên cáng về phía xe cứu thương, bao gồm một phụ nữ đang ngồi dậy và một người khác lấy tay che mặt. Hơn 23 tấn rác thải được lấy lên từ đáy của biển đảo Hy Lạp nhân ngày Đại dương Thế giới. Các tổ chức bảo tồn của biển quốc tế đã vớt được hơn 23 tấn chất thải, bao gồm khoảng 20 tấm lưới khổng lồ từ độ sâu của biển xung quanh của đảo Ithaca thuộc Ioan của Hy Lạp trong một hoạt động làm sạch biển lớn để bảo vệ sinh vật biển. Trước ngày Đại dương Thế giới vào ngày 8 tháng 6, thì một sự kiện quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về tác động của các hành động của con người đối với đại dương. 23.5 tấn chất thải, bao gồm 25 lưới và thiết bị nuôi cá lớn, được thu gom bởi các thợ lặn tình nguyện từ Vương quốc Anh, Hà Lan, Lebanon, Hungary và Hy Lạp trong 2 tuần vừa qua. Ngư dân của địa phương cũng tham gia vào nỗ lực này. Những chiếc lưới bỏ hoang hay còn gọi là lưới ma được đặt tên như vậy vì chúng hầu như là không nhìn thấy dưới nước đã bẫy và giết chết các loài động vật biển hàng năm. Các thợ lặn đã đào ra những tấm lưới dày và nặng từ bên dưới của lớp cát dưới đáy biển. Một xà lan có cần cẩu nâng lên dưới của mặt nước và xếp chúng vào các thùng chứa. Chúng sẽ được công ty dệt may Aquafil đem đi tái chế và biến thành sợi dùng để có thể sản xuất các sản phẩm như là quần áo và thảm. Theo tổ chức môi trường Healthy Sea, thì tổ chức môi trường tổ chức dọn dẹp cùng với tổ chức phi lợi nhuận Ghost Devin, phần lớn chất thải được sẽ để sau cho một trang trại cá đóng cửa. Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc. Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Hoa Kỳ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham dự sự kiện này. Giới quan sát nhận định cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Hoa Kỳ và đồng minh gửi tới Trung Quốc. Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới châu Á, Trung Quốc đã thử lòng quyết tâm của lãnh đạo mới đắc cử của đồng minh của Hoa Kỳ thông qua các hành động nhằm vào họ ở các vùng biển nhạy cảm. Cuối tuần qua, thì Bộ Quốc phòng của Australia cũng đã tố cáo Trung Quốc ngăn chặn các hoạt động trinh sát ở Biển Đông, dẫn tới hành động nguy hiểm đe dọa đến an toàn của máy bay P-8 và phi hành đoàn. Tân Thủ tướng của Australia là ông Anthony Albanese đã cho biết là chính quyền của ông quan ngại sâu sắc về sự cố này. Trong khi đó, thì Tổng thống của Philippines mới đắc cử là Ferdinand Marcos Jr. đã gửi tín hiệu về một thái độ cương quyết hơn nữa đối với Trung Quốc giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Trong bài phát biểu lớn đầu tiên kể từ khi đắc cử vào tháng trước, ông Marcos Jr. đã nhấn mạnh
cam kết của mình là dương cao phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế ủng hộ cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Ông cam kết không thỏa hiệp quyền lợi của đất nước ở vùng biển tranh chấp. Tin tức cập nhật từ Việt Nam, cảnh báo về tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp của Việt Nam. Tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp của ngư dân Việt Nam có thể khiến Liên Âu cấm nhập những loại sản phẩm này của Việt Nam. Theo mạng báo Jakarta Post loan tin ngày 8 tháng 6 với cảnh báo vừa nêu, theo đó thì dù phía cơ quan chức năng Việt Nam có những nỗ lực đáng kể nhằm có thể chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản lậu vào năm 2022, nay đã nửa năm rồi mà thực tế này vẫn chưa được cải thiện do quản trị chính sách yếu và biện pháp thực thi quy định lỏng lẻo. Cụ thể thì biện pháp phạt gia tăng mà cơ quan chức năng Việt Nam áp dụng gần đây vẫn bị cho là ít nghiêm khắc hơn các nước khác, nơi mà vi phạm quy định đánh bắt hải sản phải đối mặt với án tù. Trong khi đó thì cơ quan chức năng một số địa phương tại Việt Nam lại bỏ qua mọi quy định, chẳng mấy trường hợp vi phạm bị truy tố, có sự to rập đưa tàu cá Việt Nam đi vào vùng biển của nước ngoài để đánh bắt một cách bất hợp pháp. Công tác thu nhập dữ liệu và chứng cứ về việc đánh bắt bất hợp pháp gặp khó khăn vì những thủ thuật tinh vi nhằm tránh bị phát hiện. Vào năm 2019 thì Việt Nam bị xếp hạng là nước tồi tệ thứ 5 trên thế giới về nạn đánh bắt hải sản trái phép. Cho đến năm 2021 thì thứ hạng được tăng đáng kể lên thứ 56. Tuy vậy thì yêu cầu để được xóa thẻ vàng từ tháng 10 năm 2017 và không để bị phạt thẻ đỏ của Liên Âu đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Sắp hoàn tất đàm phán xuất cảng một số trái cây của Việt Nam ra nước ngoài. Công tác đàm phán cho việc xuất cảng sầu riêng sang Trung Quốc, nhãn tươi sang Nhật Bản và bưởi sang Hoa Kỳ đang đi vào giai đoạn cuối. Đó là thông tin do Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn của Việt Nam đưa ra tại diễn đàn kết nối nông sản diễn ra trong ngày 8 tháng 6 theo hình thức trực tuyến. Tại diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật đã cho biết là hiện 10 thị trường tiêu thụ trái cây nhiều nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Hà Lan, Nga và Australia. Các loại trái cây Việt Nam được xuất vào thị trường của Hoa Kỳ gồm có thanh long, xoài, vải, nhãn, chôm chôm và vú sữa. Dự kiến vài tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho trái bưởi của Việt Nam. Ba loại đang được xuất vào thị trường Nhật Bản gồm có thanh long, xoài và trái vải. Trung Quốc đã đồng ý cho Việt Nam xuất sang nước này chanh leo và hy vọng việc đàm phán xuất cảng sầu riêng sang hoa lục sẽ sớm kết thúc và được xuất cảng trong năm nay. Trong khi đó thì chùa Hương Sen sẽ mở cuộc thi viết về Phật pháp ứng dụng để khởi sắc tinh thần. Chùa Hương Sen tại Paris là một thành phố nhỏ cạnh Riverside, tiểu bang California, tổ chức cuộc thi viết văn ứng dụng Phật pháp trong đời sống và kêu gọi Phật tử khắp nơi tham dự. Ni sư Thích Nữ Giới Hương là trụ trì của chùa Hương Sen, kiêm trưởng ban tổ chức cuộc thi và trưởng ban giám khảo đã cho biết đây là cuộc thi đầu tiên của chùa. Theo Ni sư Giới Hương, ngoài bằng khen còn có giải thưởng trị giá là 12.000 Mỹ Kim sẽ được phân phát cho 5 người có bài xuất sắc nhất. Giải nhất trị giá 5.000 Mỹ Kim, giải nhì 3.000 Mỹ Kim, giải ba 2.000 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích, mỗi giải là 1.000 Mỹ Kim. Đó là tổng số giải thưởng hiện giờ, nhưng tôi tin rằng con số này sẽ tăng lên khi có nhiều người dự thi. Ni sư Giới Hương tiên đoán, có nhiều người dự thi thì sẽ có nhiều cá nhân hay các cơ sở thương mại muốn bảo trợ. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thì rất nhiều người đã phải im lặng và nín thở. Và hôm nay may mắn thay, nhờ trận dịch này đã được kiểm soát nên chúng tôi muốn tổ chức một cuộc thi như để kêu gọi cho một sự khởi sắc tinh thần của mọi người, Ni sư đã cho biết. Theo sự giải thích của Ni sư Giới Hương, mục đích của cuộc thi là nhằm khuyến khích sáng tác cá nhân, xuất phát từ nguồn cảm xúc đối với các việc xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày, được miêu tả bằng nhận thức, lý giải và thái độ ứng dụng sống
đối với lời dạy của Phật pháp. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng trong phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Chúng tôi xin được kính chúc cho tất cả quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.